Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau. Mời quý vị và các bạn đến với phần 98 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vũ khí của đệ nhị Đế Tôn Phong Thiên là một kiện thượng phẩm hỗn độn linh bảo tên là Diệt Thần Tiên. Thần tiên hiện lên màu đỏ thắm, khắc ấn một ít bùa chú huyền ảo kỳ dị, nhìn qua có lại tác dụng tăng thêm công kích nào đó. Mà vũ khí của đệ tứ Đế Tôn Chu Hào chính là một thanh trường kiếm tên là Phá Hồn. Thân kiếm cũng không có gì đặc biệt, nhìn qua thì rất sắc bén, chỉ duy nhất chỗ mũi kiếm hình như đã bị gãy đoạn, chảy xuống từng tia hỗn độn khí. Bàn cổ phiên giơ lên cao, cổ bàn lạnh lùng nói: "Đến đây đi." Mắt của Phong Thiên lộ ra vẻ giận dữ, thân của Diệt Thần Tiên chợt run run, bùa chú huyền ảo kia giống như linh động, bỗng dao động hẳn lên, một đạo ánh sáng màu đỏ thắm pha trộn với âm thanh kỳ dị của tiếng gào thóc thảm thiết ở trên hư không dấy lên một tầng gợn sóng thật lớn. Lúc này, Chu Hào cũng từ bên trái công tới, trên thân của Phá Hồn kiếm lưu động tầng tầng ánh sáng u ám, phân ra 8 đạo kiếm khí từ 4 phương 8 hướng, hoàn toàn phong tỏa đường lui của cổ bàn. Ánh mắt cổ bàn phát lạnh nhưng không có biểu thị ra ý sợ hãi nào. Bàn cổ phiên đã lay động tới, một cỗ lực lượng phá toái hư không cực kỳ mãnh liệt bùng nổ ra, 8 đạo kiếm khí kia nháy mắt đã bị vỡ nát. Lúc này Diệt Thần Tiên đã cách cổ bàn không đến 3 trượng, trong lòng Phong Thiên cười lạnh, còn không ai có thể ở dưới Diệt Thần Tiên của hắn mà sống sót, ít nhất bây giờ còn không có. Trên khuôn mặt của cổ bàn giống như dạng điêu khắc bỗng dần tới một tia cười lạnh, hờ hững nói: "Nơi này rất rối loạn, không bằng đổi cái trận địa khác đi." Thế nhưng lúc này dường như toàn bộ thiên địa đều đã xảy ra biến hóa. Phong Thiên cùng Chu Hào thậm chí đều chưa kịp có phản ứng tới đã rơi vào một thế giới khác. Chỗ hai người đứng đúng là một vùng trời của rừng rậm nguyên thủy, bốn phía sơn mạch liền nhau không có điểm cuối. Cách đó không xa, sóng biển như gấm vóc màu lam trải rộng tới chân trời vô tận. Mà ở phía sau hai người đột nhiên là một tòa sơn bích đứng sừng sững. Trên sơn bích không ngừng hiện ra đồ án hình mặt người dữ tợn. Tiếng gào thét không cam lòng cùng phẫn nộ kia khiến cho đáy lòng của bọn họ đều cảm giác được rung động cực kỳ. Đây là nơi nào? Phong Thiên kinh ngạc nói, một bên là Chu Hào cũng mở mịt lắc lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra thần sắc kinh hãi. Lúc này cổ bàn đột nhiên xuất hiện ở trong hư không cách đó không xa, tay cầm bàn cổ phiên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người. Nơi đây chính là trong phiến thế giới của ta, cũng là ta vì hai người mà chuẩn bị nơi an táng. Cái gì? Phong Thiên cùng Chu Hào hiển nhiên rất đỗi giật mình. Trong khoảnh khắc trước, cổ bàn mở rộng hắc động trong bàn cổ phiên, lặng lẽ không một tiếng động đem hai người hút vào bàn cổ thế giới. Trước mắt, luyện hồn bích phóng thích ra từng tia lực lượng luyện hóa mãnh liệt, gần như hòa tan mỗi một tấc thân thể của hai đại chiến tôn. Hai đại chiến tôn có thể cảm giác được rõ ràng toàn thân mình đang chịu đựng sự hành hạ không thể tưởng tượng. Muốn chết ư? Phong Thiên cũng không cách nào nhẫn nại được nữa, Diệt Thần Tiên phát ra một thanh âm run rẩy, quầng sáng trên thân tiên lưu chuyển phóng tới đánh vào đầu của bàn. Cổ bàn cũng không có né tránh, bàn cổ phiên hơi lay động một chút, lực lượng phá toái hư không trong phiến nhất thời bao phủ Diệt Thần Tiên, chợt xoắn lại từng tấc quầng sáng trên tiên tán loạn. Sắc mặt Phong Thiên đại biến, hắn cảm giác được rõ ràng lực lượng trong Diệt Thần Tiên đang nhanh chóng bị biến mất. Cổ bàn tăng thêm lực lượng phá toái hư không, chỉ nghe một tiếng giòn vang, Phong Thiên đã bị chấn lùi 3 bước, mà Diệt Thần Tiên đã từ trong rạn nứt mà tách ra. Một đạo vết nứt thật lớn, rõ ràng là có thể thấy được, nhìn thấy mà giật mình. Điều này sao có thể? Diệt Thần Tiên của ta! Trên mặt của Phong Thiên mang theo biểu tình vô cùng kinh sợ, nhìn Diệt Thần Tiên tan vỡ, gần như không cách nào tin được một màn phát sinh như vừa rồi. Nhưng trên thân tiên, vết sách lại thực sự cứ như thế bị cắt đoạn, thật là rõ ràng. Đi tìm chết cho ta! Cổ bàn từng bước đi ra, sau một khắc đã xuất hiện ở trước mặt Phong Thiên. Nơi này đã hoàn toàn là thế giới của cổ bàn trường khống, năng lực pháp tắc bản nguyên hiển nhiên tùy ý mà thi triển. Một trường đánh ra, Phong Thiên dường như còn không có phản ứng tới, cả người bay ngược ra ngoài, va chạm mạnh vào luyện hồn bích. Không!
Đột nhiên, luyện hồn bích phát ra một tiếng rít khàn khàn. Trên mặt bích đột nhiên mở ra một cái hắc động, giống như cái miệng to như huyết bồn của dã thú, đem phong thiên thôn phệ vào trong. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả bàn cổ thế giới. Chu Hào nhìn thấy một màn này, mồ hôi lạnh đã từ sống lưng trực tiếp thấm ướt toàn thân, hai tay đều run rẩy. Linh hồn của phong thiên cũng không như đệ tam giới vương ngang ngạnh như vậy, trong giây lát đã bị luyện hóa một ít. Ánh sáng xanh sáng rực trong bản cổ phiên, một cỗ lực lượng mới sinh ra ở trong đó bắt đầu chuyển động. Mặt cổ bàn mang theo một tia cửa lạnh, hai mắt nhìn chằm chằm ở phía Chu Hào, trầm giọng nói: "Kế tiếp, để tao đưa ngươi vào quan tài." "Nằm mơ, ngươi thật đáng chết." Trong lòng Chu Hào biết, ở bên trong phía lĩnh vực không gian này đã không còn đường lui. Dưới tình thế cấp bách, sử dụng hết lực lượng toàn thân xuất ra một kiếm. Mặt ngoài thân kiếm, ánh sáng hỗn độn bỗng chớp động, một loại khí lưu so với bất cứ kiếm khí gì đều cường đại hơn, phóng vút lên cao, nghênh đón bàn cổ đang bổ tới. Cổ bàn không có né tránh, bởi vì tại trong phía lĩnh vực này, hắn là một trưởng khống giả chân chính. Đột nhiên, Chu Hào động tác nhanh như lôi điện, chợt ngưng chạy xuống, vẫn duy trì tư thế xuất kiếm như trước, nhưng bị cố định ở trong hư không. Ở trong phạm vi 10 mét xung quanh hắn, toàn bộ sóng dao động không gian trong nháy mắt đã biến mất. Rất hiển nhiên là không gian tĩnh chỉ. Cổ bàn lạnh lùng nói: "Ở bên trong bàn cổ thế giới của ta, bất luận là không gian, thời gian, lực lượng căn nguyên của pháp tắc gì, đều do ta trưởng khống, sáng tạo." Sắc mặt của Chu Hào biến đổi càng thêm khó coi. Hắn muốn cưỡng ép phá vỡ hệ hạn chế của không gian tĩnh chỉ, nhưng ở bên trong lĩnh vực tuyệt đối của cổ bàn lại không có chút biện pháp nào. Bàn cổ phiên chợt lay động, cỗ lực lượng phá toái hư không kia nhanh chóng mở rộng ra. Bất luận là thanh trường kiếm kia hay là ánh sáng hỗn độn bám trên thân kiếm, đều tại lúc này hoàn toàn vỡ nát. Cổ bàn chậm rãi đi tới trước mặt Chu Hào, lạnh lùng cười. Thân thể Chu Hào đột nhiên bị một cỗ chú lực kỳ dị vô hình kéo lay động, điên cuồng hướng phía sau lui lại. Đong! Một tiếng vang trầm nặng, thân hình dán vào mặt bích của luyện hồn bích. Luyện hồn bích đột nhiên run lên, một cỗ lực lượng luyện hóa mạnh mẽ lan toàn thân của cổ bàn, tràn ra rồi lại tiến vào, giống như độc trùng bám vào cắn nuốt mỗi một tấc huyết mạch của hắn. Chu Hào lớn tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại không có lực lượng phản kháng gì, mặc ý cho cỗ lực lượng luyện hóa đó dần dần ăn mòn toàn thân. Sau một lát, linh hồn cũng bị luyện hồn bích cắn nuốt đi. Trong bàn cổ phiên lại dâng lên một đoàn ánh sáng màu xanh đen, cỗ lực lượng mới sinh ra khiến cho cổ bàn cực kỳ hài lòng. "Xem ra ngươi còn cần thực vật nhiều hơn, vậy thì cho ngươi ăn một lần đi." Tâm cơ của cổ bàn vừa động, giơ bàn cổ phiên lên, phất lên hư không phạm vi lớn, chỉ thấy ở trước mặt hắn đột nhiên mở ra một cái khe thật lớn. Ngay sau đó, hàng trăm hàng ngàn, thậm chí đạt tới quy mô mấy vạn binh lính của loạn thần giới đều bị hút vào. Bọn họ mờ mịt nhìn cái thế giới kỳ lạ này, trên mặt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Cổ bàn giống như một thiên thần đứng trên đỉnh núi cách đó không xa, lãnh đạm nói: "Nhân tiện, dùng thân thể và linh hồn của các ngươi để cúng tế luyện hồn bích của ta đi." Tiếng sấm vang rung trời, làm chấn động toàn bộ bàn cổ thế giới. Luyện hồn bích chấn động ầm ầm vang vọng, dường như nhìn thấy mấy vạn sinh mệnh kia, nó cũng cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Trung tâm hồn bích đột nhiên sụp đổ xuống, giống như cái miệng to như chậu máu của ác ma, sinh ra một cỗ hấp lực cực kỳ mãnh liệt. Vẻ mặt của binh lính loạn thần giới đại biến, tiếng kêu thảm thiết giống như núi lở biển động bùng phát ra. Ngay sau đó, tần suất mỗi lần mấy trăm người bị luyện hồn bích thôn phệ luyện hóa, thanh quang của bàn cổ phiên trong tay cổ bàn càng phát ra sáng rực, cơ hồ như có thể nhìn thấy được. Luyện hồn bích thôn phệ linh hồn luyện hóa càng nhiều, uy lực của bàn cổ phiên cũng lại càng mạnh. Cổ bàn đối với cảm xúc này càng thêm sâu sắc, hắn cảm giác được rõ ràng từ trong cổ bàn phiên sinh ra lực lượng phá toái hư không đang không ngừng tăng mạnh. Lúc này chiến tranh đã rất nhanh tiến tới gần, tiến tới hồi gây cấn, nhưng binh vương Long Chiến cùng với hai đại đế tôn đều đã bị giết sạch. 700 vạn đại quân sớm đã là rắn mất đầu, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để Chu Thần Giới dấy lên phản công. Tôn Ngộ Không cùng với Huống Thiên Minh lúc này dẫn theo mấy trăm vạn đại quân kiên cường đứng vững dưới thế công của đại quân loạn thần giới. Tới giai đoạn gay cấn, thiệt hại của hai phương đều rất nặng nề, nhưng tương đối mà nói, thiệt hại binh lực của loạn thần giới gần như vượt hơn gấp đôi của Chu Thần Giới.
Với lại, mất đi binh vương Long Chiến và hai đại đế tôn, đám người Tôn Ngộ Không càng không còn kiêng nể gì nữa, với khí thế như hổ xông vào đàn dê, tàn sát binh lính của Loạn Thần Giới. Lúc này, Tôn Ngộ Không và Huống Thiên Minh phụ trách chính diện đối địch, ngăn cản thế công của Loạn Thần Giới, còn Cổ Bàn thì ở chính giữa, không ngừng làm giảm binh lực của đối phương. Trái lại, ở một mức độ nhất định áp chế được khí tiến công với quy mô lớn của quân địch. Ở giữa chiến trường, từng đám binh lính Loạn Thần Giới dường như bị một cỗ lực lượng cực kỳ mãnh liệt không ngừng oanh kích. Một đạo ánh sáng lung linh màu đỏ thắm quét qua, hơn 1.000 người đều bị đánh tan thành bột phấn. Hồng Quân cho dù không giải cấm phách thể trạng thái, ở bên trong binh lính có thực lực thấp cũng là vô địch, không ai có khả năng đủ để ngăn cản hắn làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng lúc này, ở sâu trong vũ trụ nơi xa lại truyền đến một cỗ sóng dao động năng lượng cực kỳ tà dị, khiến cho đáy lòng Hồng Quân cảm giác được rung động mãnh liệt. Hồng Quân chợt dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngọn nguồn của sóng dao động năng lượng, thần thức không ngừng mở rộng thêm, nhưng lại bị cỗ dao động năng lượng kỳ dị kia ngăn cách, thậm chí không có cách nào truyền rời tới ngoài ngàn mét. Một loại cảm giác cực kỳ không ổn dâng lên trong lòng, Hồng Quân cau mày, nháy mắt đem phách thể trạng thái tăng lên tới cực hạn. Lúc này, ở sâu bên trong vũ trụ, từng đạo ánh sáng màu đen tím giống như quái xà lệ mãng uốn lượn đến, tốc độ cực nhanh, trong lúc di động phát ra một tràng tiếng rít bén nhọn quái dị. Hồng Quân có thể cảm nhận được sâu sắc một cỗ lực lượng hủy diệt đang không ngừng hướng tới gần với hắn. Trong lòng Hồng Quân run lên, chỉ thấy vầng sáng màu đen tím kia nháy mắt tuôn tràn đến, phàm là binh lính trong phạm vi nó lướt qua đều giống như bị cỗ lực lượng hủy diệt kia ăn mòn, trong nháy mắt bị nghiền thành nát tan. Tiếp theo, cách đó không xa phóng lên một đám mây ánh sáng màu đen tím, nhanh chóng hướng nơi này mà tiến tới. Ở giữa ẩn chứa khí tức hủy diệt khủng bố, khiến cho Hồng Quân không tự chủ được tăng cao cảnh giác phòng bị. Mây ánh sáng kia không ngừng mở rộng, gần như là bao trùm toàn bộ chiến trường. Vùng mây không ngừng phát ra điện mang màu tím đen. Tôn Ngộ Không và Huống Thiên Minh thấy thế, sắc mặt cũng đại biến. Bọn họ đều cảm giác được, tại chỗ sâu trong đám mây ẩn chứa một lực lượng cực kỳ kinh khủng, đủ để phá hủy hết thảy mọi lực lượng. Thần sắc của Hồng Quân ngưng trọng, cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói: "Là hắn đến đây, nhất định là hắn." Lúc này, một tiếng cười điên cuồng từ trong đám mây sáng kia truyền ra, uy nghiêm mà hung lệ, cuộn xoay hết vào tai của mọi người, dường như ẩn chứa một cỗ lực lượng áp chế vô hình, khiến cho khắp cả người đều có cảm giác cực kỳ khó chịu. "Bọn tiểu bối vô tri, cả gan làm hư chuyện tốt của bản thân, toàn bộ đều chết cho ta." Đột nhiên, đám mây ánh sáng bỗng nổ tách ra, ngàn vạn đạo ánh sáng màu đen tím bắn ra, ẩn chứa lực lượng hủy diệt không thể tưởng tượng, gần như nghiền nát hư không. "Hầu tử, trở về!" Huống Thiên Minh kinh sợ kêu lên. Tôn Ngộ Không căn bản không có để ý tới Huống Thiên Minh, răng nanh cắn chặt, gầm lên một tiếng giận dữ, liền trực tiếp nghênh đón. Mấy trăm đạo ánh sáng bạch kim cuồn cuộn dâng lên, cùng với ánh sáng màu đen tím mãnh liệt va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, đấu chiến côn khí của Tôn Ngộ Không cũng không ngăn cản được thế công của vầng sáng màu đen tím, ngược lại từng tấc bị ăn mòn, sau đó liền vỡ nát. Thuận đà, kim quang rất nhanh hướng Tôn Ngộ Không tuôn tràn tới. Pang! Một tiếng rạn nứt vang lên như xé lụa, quang nhận màu xanh đột ngột từ bên trái tràn tới, cắt đứt đấu chiến côn khí đang bị xâm nhiễm. Tôn Ngộ Không bị chấn bay lùi ngàn mét xa, tay run run nắm Hỗn Thiên Vô Cực Côn, trên cái mặt khỉ lộ ra vẻ hết sức kinh sợ. Đây là lực lượng gì? Sau khi giành được trung phẩm Chí Tôn Linh Bảo Hỗn Thiên Vô Cực Côn, Tôn Ngộ Không chưa hề thua, nhưng mới vừa rồi trong lúc đối mặt hiển nhiên rơi vào thế hạ phong. Nếu như không phải thiên đạo chi nhận của Huống Thiên Minh đúng lúc cắt đứt đấu chiến côn khí, có thể hiện tại đã bị vầng sáng màu đen tím kia ăn mòn mà hủy diệt. Lúc này, Huống Thiên Minh thu hồi thiên đạo chi nhận bảo vệ hai người, trầm giọng nói: "Cái này không phải lực lượng của chúng ta có thể ngăn cản được, chẳng lẽ là hắn đến đây ư?" "Ngươi là nói Loạn Thần sao?" Tôn Ngộ Không kinh ngạc kêu lên cái tên kia. Lúc này, bên trong đám mây sáng nổ tách ra, từng đạo ánh sáng màu đen tím không ngừng lưu động. Tại trung tâm, thình lình xuất hiện một nhân ảnh. Hắn thật giống như vị thần, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trận quyết chiến này. Đột nhiên, Hồng Quân thuấn di đến cách Loạn Thần chừng 100 mét. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt sâu sắc thấu phát ra từng tia sát khí hung lệ. Loạn Thần cách đó không xa, nửa thân dưới chìm trong quang vân màu tím đen, thân trên trần trụi,
từng đạo hoa văn tỏa sáng màu đen tím không ngừng lưu động ở trên ngoài thân thể. Tóc tung bay, rối loạn phủ lên vai, sắc mặt nghiêm nghị nhưng lại lộ ra một tia tà dị, nói không nên lời. Ánh mắt của Loạn Thần lạnh như băng, nhìn chăm chú vào Hồng Quân, trầm giọng nói: "Ngươi nhất định là đến từ tinh trần thế giới, ngươi chiếm lấy đạo thiên kính sao?" Ánh mắt của Hồng Quân chợt nheo lại, điềm nhiên nói: "Đúng thì làm sao?" Loạn Thần cười điên cuồng hai tiếng nói: "Đem đạo thiên kính giao ra đây, chờ sau khi ta tiêu diệt hết tử thần giới, nơi này chính là thiên hạ của ngươi. Ngươi muốn cùng ta giao dịch sao?" Hồng Quân cười lạnh nói, nhưng ở trước mặt của Loạn Thần, toàn thân của hắn đều giống như bị gông xiềng, cực kỳ không được tự nhiên, có thể cảm giác được rõ ràng uy áp của Loạn Thần kia vô hình chung đang hạn chế chính mình. "Ta rất bội phục ngươi, có thể có năng lực từ tinh trần thế giới đi vào vũ trụ nguyên thủy, còn có thể ở trong tử thần giới tạo ra thế giới của mình. Nhưng ngươi ắt hẳn không nghĩ hết thảy tại hôm nay liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta có thể cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đem đạo thiên kính giao cho ta." Hồng Quân lạnh lùng nói ra. "Nói như vậy, lấy năng lực của Loạn Thần ngươi vẫn là không có biện pháp từ trên người của ta cướp lấy đạo thiên kính." "Sai, sai rồi." Loạn Thần cười lạnh hai tiếng. "Nếu luận về uy lực, ngươi cho rằng Âm Vương Thất Sát Chùy mà thua đạo thiên kính sao?" "Thế nhưng nếu luận về huyền diệu, Âm Vương Thất Sát Chùy ở trước mặt đạo thiên kính của ta căn bản không đáng nói đến." Đích thực, ở trong Thất Đại Chí Tôn Linh Bảo Nguyên Thủy, uy lực của Âm Vương Thất Sát Chùy đúng là mạnh, nhưng về sự huyền diệu ở trong đó thì đạo thiên kính chiếm ưu thế hơn. Loạn Thần dường như đã nhận ra cái gì đó, ánh mắt chợt lạnh, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ ngươi lĩnh ngộ được rồi sao?" Hồng Quân tự nhiên biết hắn nói cái gì, hờ hững nói: "Chẳng qua một phần rất nhỏ mà thôi." "Chẳng lẽ ngươi cho là lĩnh ngộ được một phần huyền diệu của đạo thiên kính thì có thể cùng ta và tử thần chiếm được một chút ưu thế? Xem ra ngươi căn bản không hiểu rõ cái gì gọi là chủ thần rồi." Loạn Thần nói với giọng khinh miệt, giống như Hồng Quân ở trước mặt chủ thần, thậm chí so với con kiến còn muốn nhỏ hơn. Hồng Quân hít sâu một hơi, ánh mắt chợt thu lại, trầm giọng nói: "Nhưng ta biết rõ, bất luận như thế nào cũng không thể để cho ngươi xính cường tiêu diệt tử thần giới." Lúc này, vẻ cuồng ngạo của Loạn Thần đột nhiên thu lại, tốc độ di động của vầng sáng hoa văn trên toàn thân đột nhiên tăng nhanh, lãnh đạm nói: "Nói như vậy, ngươi đã có chuẩn bị rồi sao?" "Chuẩn bị cái gì?" Hồng Quân nhướng mày, một cảm giác bất an trong đáy lòng càng phát ra mãnh liệt. "Chuẩn bị chết." Lúc này, Loạn Thần đột nhiên giơ cánh tay lên, năm ngón tay xoay tròn, một thanh thuyết chùy màu đen tím xuất hiện ở trong tay, một cỗ khí thế có tính hủy diệt bùng phát ra, nháy mắt đem Hồng Quân bao vây ở bên trong. Đột nhiên xung quanh thời không bắt đầu hỗn loạn hẳn lên, sóng dao động không gian cũng không theo quy tắc nào biến đổi hẳn. Vẻ mặt của Hồng Quân đại biến, buột miệng thốt lên: "Lực lượng pháp tắc ư?" Chủ thần là người sáng tạo ra tinh vực, lực lượng bản nguyên trong vũ trụ nguyên thủy này tự nhiên là nắm trong tay, mà tử thần giới cũng là từ trong vũ trụ nguyên thủy khai sáng ra. Pháp tắc của tử thần sáng tạo của Loạn Thần giới cơ bản đều giống nhau, Loạn Thần có thể thành thạo khống chế cũng không có gì kỳ quái. Ở trong thời không hỗn loạn, thân thể của Hồng Quân giống như rơi vào vũng bùn thật sâu, chịu đựng hạn chế lực lượng thật lớn. Hồng Quân nhìn rõ ràng, trong tay của Loạn Thần rõ ràng chính là Chí Tôn Linh Bảo Nguyên Thủy Âm Vương Thất Sát Chùy, chỉ là không biết hiện giờ Loạn Thần đã lĩnh ngộ được uy lực đến mức nào. Loạn Thần không có động tác gì, Âm Vương Thất Sát Chùy trong tay ánh sáng đột ngột bùng phát ra, vầng sáng màu đen tím ẩn chứa lực lượng ăn mòn kinh khủng rất nhanh kéo tới Hồng Quân. Thế nhưng lúc này Hồng Quân ở bên trong thời không loạn lưu mà Loạn Thần sáng tạo, căn bản không cách gì tự thoát. Không xong rồi, nếu như bị Âm Vương Thất Sát Chùy tiêm nhiễm thêm chút nữa, chỉ sợ ngay cả bất diệt phách thể cũng đều bị ăn mòn. Trong lòng Hồng Quân run lên, thế nhưng từng đạo ánh sáng màu đen tím kia giống như độc xà đem hắn vây lại, tức thì xoắn lại ở trong thời không loạn lưu, đem Hồng Quân hoàn toàn bao trùm. Nét mặt của Loạn Thần không có vui mừng chút nào, ngược lại có một tia kinh dị, lãnh đạm nói: "Cái này chính là năng lực của đạo thiên kính sao? Không hổ là huyền diệu đệ nhất Chí Tôn Linh Bảo." Ngay sau đó, Hồng Quân đã xuất hiện ở bên ngoài hơn ngàn mét. Hắn nhìn nhìn đạo thiên kính trong tay, sợ hãi than: "Nếu như không phải dùng đạo thiên kính đoạt lấy một phần bản nguyên vũ trụ, chỉ sợ hiện tại đã thành tro bụi. Lực lượng pháp tắc của chủ thần quả nhiên là lợi hại."
Loạn Thần lạnh lùng chiếu ánh mắt tới Hồng Quân cách đó không xa. Cái này chính là người lĩnh ngộ một bộ phận năng lực từ trong đạo thiên kính sao? Lại có thể đoạt lấy năng lực của bản nguyên vũ trụ, quả là bất phàm. Hồng Quân cười khẽ một tiếng. Huyền diệu của đạo thiên kính, cho dù là Loạn Thần ngươi lại có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu? Loạn Thần nhẹ lắc đầu. Ta nói không phải là đạo thiên kính, mà là ngươi có thể ở trong thời gian ngắn như vậy mà nắm giữ được năng lực cướp lấy vũ trụ bản nguyên. Ngươi đích thực rất tài giỏi, nhưng cho dù như vậy cũng không có khả năng nhúng tay vào trận chiến giữa ta và tử thần. Bởi vì cho dù ngươi có được chí tôn linh bảo nguyên thủy, cũng không có khả năng trở thành chủ thần, không có khả năng trở thành trưởng khống giả của một phiến tinh vực. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đặt tới trạng thái giải cấm thứ tư, cơ năng của toàn thân cũng tăng lên tới cực hạn. Ánh mắt Loạn Thần chợt nheo lại nói, lực lượng cũng không tệ, nhưng bất luận như thế nào, ngươi đều ở trong tầm khống chế của lực lượng pháp tắc của ta. Xem ra cần cho ngươi xem một chút lực lượng của nó. Âm Vương Thất Sát vô địch thiên hạ. Trong lòng Hồng Quân cả kinh, dùng tốc độ cực nhanh biến mất ở trong hư không, để khỏi phải lại rơi vào bên trong thời không loạn lưu của Loạn Thần. Thiên Quỷ Sát. Loạn Thần gầm lên một tiếng, ánh sáng hoa văn trên người giống như muốn nổ tung. Âm Vương Thất Sát chủy trong tay xoay tròn cực nhanh, vô số vầng sáng cuồn cuộn dẫn theo vật chất hỗn độn bắt đầu từ bên ngoài thân thể của Loạn Thần ngưng tụ lại. Thiên Quỷ Sát, Âm Phong Sát, Phá Hồn Sát, Đoạt Phách Sát, Thí Thần Sát, Ám Hướng Sát, Ma Linh Sát, Âm Vương Thất Sát vô địch thiên hạ. Hiện giờ Loạn Thần đã hoàn toàn khống chế được Thiên Quỷ Sát và Âm Phong Sát. Tuy rằng uy lực vẹn vẹn chỉ có một phần của Âm Vương Thất Sát chủy, nhưng lực lượng bùng phát ra cũng cực kỳ khủng khiếp. Lúc này ở phía sau Loạn Thần, quang mang màu xám bùng nổ lan tới 10 trượng, nhìn qua giống như một loại ma quỷ nào đó cực kỳ hung ác, khủng khiếp. Mỗi một lần hô hấp đều dẫn theo sóng dao động không gian ở chung quanh. Hồng Quân trợn tròn mắt cả kinh nói, đây là Thiên Quỷ Sát của Âm Vương Thất Sát sao? Có thể cảm giác được từ trong Thất Sát chủy diễn hóa ra lực lượng linh hồn của một loại ma quỷ thuần túy, nhưng năng lượng của nó với năng lực của Hồng Quân lại không cách nào nhìn thấu được. Loạn Thần lạnh lùng nói, Thiên Quỷ tuy rằng là lực lượng linh hồn, nhưng cùng ta như nhau có năng lực trưởng khống thời gian, không gian pháp tắc, với lại vượt qua khỏi bất cứ hạn chế pháp tắc nào. Ta quả thực muốn nhìn xem đạo thiên kính của ngươi làm sao phá hỏng được Thất Sát chủy của ta. Cuộc so đấu của hai đại chí tôn linh bảo nguyên thủy ở khoảnh khắc này đã hoàn toàn triển khai. Thiên Quỷ kia từ trong Âm Vương Thất Sát chủy diễn hóa mà đến, dường như hoàn toàn không bị Loạn Thần khống chế, giống như có được ý thức và nhận định của riêng mình. Một cỗ lực lượng linh hồn cực kỳ mãnh liệt từ trên thân Thiên Quỷ bùng phát ra. Tuy rằng Hồng Quân cách đó ở ngoài xa ngàn mét, nhưng vẫn có thể cảm giác được ẩn chứa ở sâu trong linh hồn của phách thể đang kịch liệt dao động, không khỏi hít một ngụm lưỡng khí. Từng tràng tiếng cười lạnh từ trong miệng của Loạn Thần truyền đến, mang theo đầy khinh thị và tự tin. Dường như ở trong mắt chủ thần, cho dù Hồng Quân có thể nắm giữ được một nửa huyền diệu của đạo thiên kính cũng không đáng nói tới. Lập tức hướng lên bầu trời chớp một cái, Hồng Quân tức khắc lại rơi vào trong thời gian loạn lưu, không cách nào tự thoát khỏi. Hỏng bét rồi. Hồng Quân nhướng mày, lại một lần nữa vận chuyển đạo thiên kính, đoạt lấy lực lượng bản nguyên của vũ trụ. Sóng dao động của thời không loạn lưu trong nháy mắt yên tĩnh lại, phiến tinh vực này cũng tạm thời khôi phục yên ổn. Vù vù, đột nhiên một đạo thanh quang lao nhanh đến, tốc độ nhanh đến khó thể tưởng tượng. Trong lòng Hồng Quân thầm nghĩ, dựa vào tốc độ của trạng thái giải cấm bất diệt phách thể thứ tư, không ai có thể đuổi kịp hắn. Một bước đi ra đã biến mất ở ngoài ngàn dặm. Thế nhưng ngay tại trong lúc chạy cực nhanh, một đạo quang ảnh mờ ảo giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt cách đó không xa. Ngưng thần nhìn tới, chính là Thiên Quỷ. Thuấn Di ư? Hồng Quân trong lòng rùng mình. Nếu luận tốc độ, trạng thái giải cấm có thể nói là đã đạt tới cực hạn, thế nhưng Thiên Quỷ lại chỉ trong nháy mắt đã đuổi vượt qua hắn. Giải thích duy nhất chính là Thuấn Di. Thiên Quỷ cười quái dị vài tiếng giáp sát, đột nhiên xương tay nhô ra, từng tia sáng màu xanh chia ra bốn phương tám hướng bắn tới, nháy mắt đã phong tỏa đường lui của Hồng Quân. Nếu như nói Thiên Quỷ thuộc vào linh hồn công kích, nhưng bất diệt phách thể cho dù cường hãn thế nào đi nữa cũng không thấm vào đâu. Tuy rằng sau khi ngưng luyện lại thân thể, linh hồn của Hồng Quân cũng tăng mạnh đến một mức độ nào đó, nhưng bất diệt phách thể có thể tái sinh, mà nếu như linh hồn bị hủy diệt, hết thảy đều sẽ chấm dứt. Lúc này Hồng Quân cảm giác được rõ ràng
nỗi thống khổ linh hồn bị xé rách. Từng tia ánh sáng màu xanh kia giống như mang theo năng lực lôi kéo cực kỳ khủng bố. Mục tiêu trực tiếp của nó là linh hồn của Hồng Quân. Quy lực của âm vương thất sát trùy không phải như trong tưởng tượng của ngươi. Loạn thần lạnh lẽo cười, giống như người bàng quan đứng xem một màn này. Quang văn toàn thân của hắn đều đang lưu chuyển không ngừng. Âm vương thất sát trùy trong tay liên tục bắn ra từng đạo vầng sáng màu tím đen. Ở trên toàn thân hắn giống như giải sợi tơ chuyển động cực nhanh. Lúc này đang bị tầng tầng vầng sáng màu xanh bao phủ, bất diệt phách thể của Hồng Quân gần như không có tác dụng gì. Cho dù có tăng lên một cảnh giới cũng chẳng thấm vào đâu. Không biết làm sao, Hồng Quân đành tiếp tục thúc động đạo thiên kính. Ánh sáng kính lưu chuyển cướp lấy được phần năng lực của bản nguyên vũ trụ, trong giây lát đã thuấn di đến địa phương khác. Thế nhưng thiên quỷ lại như hình với bóng đi theo phía sau. So ra thuấn di của nó dễ dàng sử dụng theo ý muốn, thỉnh thoảng còn phát động công kích linh hồn. Nếu không có đạo thiên kính, linh hồn của Hồng Quân chỉ sợ sớm đã bị xé vỡ. Trên chiến trường, Tông Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh còn đang điên cuồng chém giết, nhưng trong lòng đều đang lo lắng tình huống hiện tại của Hồng Quân đang đối mặt với loạn thần ra sao. Trong lúc hơi phân tâm, thế cuộc của toàn chiến trường lại xảy ra biến đổi kỳ diệu. Loạn thần đại quân kia có số lượng quân khổng lồ nên ưu thế lại dần dần nổi lên. Lúc này trong hư không bỗng mổ ra một cái hắc động thật lớn, bao phủ hơn 1.000 tên binh lính của loạn thần, trong giây lát đem bọn họ thôn phệ vào. Ngay sau đó cổ bản xuất hiện ở bên cạnh Tôn Ngộ Không và Huống Thiên Minh. Hắn dường như cũng cảm giác được loạn thần đã đến, thần sắc lộ ra vẻ có chút ngưng trọng. Tiểu cố, tiểu quân như thế nào rồi? Huống Thiên Minh vội vàng hỏi. Tôn Ngộ Không cũng là nghiến chặt răng nói. Không nghĩ tới loạn thần vậy mà lại tự mình tiến tới đây, chúng ta đi trợ giúp tiểu quân thôi. Thế nhưng cổ bàn lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Các ngươi quên lời nói của tiểu quân rồi sao? Trận chiến này do chúng ta phụ trách, còn hắn có nhiệm vụ phải làm trọng yếu hơn. Phải biết rằng hắn đối mặt chính là loạn thần. Nếu như chúng ta lâm vào khốn cảnh, rất có khả năng trở thành gánh nặng cho tiểu quân, tình huống ngược lại không ổn. Vậy làm sao bây giờ? Hắn chính là loạn thần đấy, có được năng lực khai sáng tinh vực, khống chế pháp tắc. Tiểu quân hắn... Tôn Ngộ Không nói như vậy hiển nhiên là lo lắng cho Hồng Quân ở trước mặt loạn thần, căn bản không cách nào chống cự. Cổ bàn chậm giọng nói. Tiểu quân đã vì ngày này đến, đã chuẩn bị 300 năm nay. Hắn hẳn là có cái năng lực này. Việc chúng ta phải làm là vì hắn giành lấy thắng lợi của trận đại chiến này. Bất luận đối phương có 700 vạn người hay là 7.000 vạn người, bất luận như thế nào, chu thần giới chúng ta phải triệt hạ nó. Như vậy mới có thể nắm được quyền chủ động của cuộc chiến sau này. Huống Thiên Minh nhướng mày, ánh mắt lại thu xuống, gật đầu nói. Ta hiểu rồi, hầu tử, đánh đi. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, giờ Hỗn Thiên Vô Cực Côn lên cao, đấu chiến côn điển cùng vô thượng chiến ý. Và lúc này từ trên người hắn hoàn toàn bùng nổ một tiếng gầm phẫn nộ, từ trong huyết hầu của hắn bùng phát ra. Sát! Vì Hồng Quân, vì toàn bộ chu thần giới, rốt cục vẫn là đánh một trận. Cổ bàn giơ bàn cổ phiên lên, luyện hồn bích trong bàn cổ thế giới với tốc độ không thể tưởng tượng, luyện hóa linh hồn của binh lính. Bàn cổ phiên mỗi một lần vung lên, tức thì có hàng trăm đến hơn ngàn người bị cuốn vào bên trong bàn cổ thế giới, sau đó bị luyện hóa trở thành tu bổ năng lượng cho bàn cổ phiên lại lần nữa xuất hiện ra. Thời gian ngắn ngủi như thế, năng lượng của bàn cổ phiên đã tăng lên vượt qua thời gian cổ bàn tốn công trăm năm tu luyện. A! Tiếng gầm giống vang lên trên chiến trường. Huống Thiên Minh hoàn toàn biến thân lần thứ 8, nhưng toàn thân lại không có chút biến hóa nào, lại có loại cảm giác như phản pháp quy chân, khí thế phát tác ra cùng với vừa rồi đã hoàn toàn khác biệt. Vầng sáng của thiên đạo chi nhận so với trước đây cũng sáng rực thêm rất nhiều, biến ảo thành ngàn vạn đạo quang nhận hình cánh cung, giống như cánh cửa của ác ma không ngừng lướt qua cướp đi sinh mạng của binh sĩ loạn thần. Tôn Ngộ Không nổi cơn thịnh nộ, đấu chiến 400 côn ẩn chứa thêm thuộc tính thời không đình trệ, trong nháy mắt phong tỏa thời không lưu chuyển ở chung quanh trong phạm vi trước mặt. Hơn vạn đại quân gần như mất đi năng lực di chuyển. Tại lúc côn khí màu bạc kim quét qua đã bị đánh cho tan tác, khải giáp nổ tung, mảnh vỡ binh khí bắn ra khắp nơi. Dưới sự chỉ huy của ba người, khí thế của đại quân chu thần giới lại lần nữa liền phấn chấn hẳn lên. Ở trên chiến trường, số lượng quân số không quan trọng, thực lực cũng không quan trọng, nhưng khí thế lại tuyệt đối là nhân tố trọng yếu nhất quyết định thắng bại của hai bên. Ở trong tiếng giống giận như núi lở biển động, làm cho trận chiến của phiến tinh vực này lại được đẩy lên như nước triều dâng.
trên hư không mấy ngàn thước phía trên chiến trường trong tinh vực, đối với cuộc chiến trong nháy mắt biến đổi, Loạn Thần dường như không hề mảy may để ý. Ánh mắt của hắn vẫn luôn dán lên người của Hồng Quân. Nếu như có thể giành được đạo thiên kính, cho dù thiệt hại toàn bộ binh lực của Loạn Thần giới cũng cam tâm tình nguyện. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao hắn phải đích thân tới đây. Linh hồn công kích của thiên quỷ đang từng bước tới gần, thế nhưng Hồng Quân lại hoàn toàn không có lực chống đỡ. Một mặt dựa vào đạo thiên kính cướp lấy bản nguyên vũ trụ, cố né tránh công kích, nhưng trước sau không cách nào thoát khỏi. Nếu như vẫn cứ tiếp tục như thế này, Loạn Thần sớm muộn cũng mất đi tính nhẫn nại. Nếu như ngay cả hắn cũng phát động thế công, như vậy ta khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Quân nghĩ thầm, hiện tại Loạn Thần giống như đang thử nghiệm uy lực công kích của thiên quỷ sát, cùng với điều huyền diệu từ trong đạo thiên kính hắn đã lĩnh ngộ được. Đợi đến thời cơ thích hợp, Loạn Thần nhất định sẽ tự mình ra tay lấy đi tính mạng của Hồng Quân, sau đó tước đoạt đạo thiên kính. Lúc này, Hồng Quân khu động đạo thiên kính ở dưới thuấn di lại một lần nữa lẽ tránh linh hồn công kích của thiên quỷ. Thế nhưng điểm rơi của lần thuấn di này lại là chỗ cách Loạn Thần không xa. Loạn Thần giống như đã nhận ra được cái gì đó, đột nhiên nhướng mày. Thiên quỷ như hình với bóng đuổi theo, ánh mắt Hồng Quân lạnh lùng, cắn chặt hàm răng, lạnh nhạt nói: xem ra chỉ có cách ăn cả ngã về không thành bại là lúc này. Trạng thái giải cấm thứ 5, giai đoạn thứ 8 của bất diệt phách thể. Trạng thái giải cấm thứ 5, đây đã là cực hạn của Hồng Quân. Lúc này, vầng sáng màu đỏ thắm trở nên rực sáng hẳn lên, bắp thịt toàn thân nhích động mãnh liệt, phát ra từng tiếng chàng vang lên quái dị. Ầm một tiếng, lực thúc đẩy cường đại khiến cho không gian phía sau Hồng Quân đột nhiên sụp đổ xuống. Thiên quỷ lập tức thuấn di, điểm dừng hiển nhiên đã vượt qua tốc độ của Hồng Quân. Nhưng trong nháy mắt, ở điểm dừng, Hồng Quân dựa vào tốc độ cực hạn của trạng thái giải cấm thứ 5 lại vượt qua nó, thẳng hướng bay tới Loạn Thần. Mỗi một lần thuấn di của thiên quỷ đều vừa đúng lúc xuất hiện ở trước mặt, nhưng tốc độ của Hồng Quân trong khoảng cách ngắn gần như vượt qua thuấn di, mỗi lần đều đem thiên quỷ bỏ rơi lại phía sau. Trong phút chốc, Hồng Quân đã vọt tới trước mặt Loạn Thần. Một đoàn ánh sáng óng ánh trong tay phóng lên cao, Hồng Quân giới tức thì phủ trùm lên hai người. Loạn Thần khinh thị cười lạnh một tiếng, toàn thân tách ra một đạo ánh sáng màu tím đen chiếu nghiêng ra. Hồng Quân từ bên trong vầng sáng màu tím đen kia cảm giác được khí tức hủy diệt dày đặc, tự nhiên không dám tùy tiện đón đỡ, dựa vào tốc độ cực hạn tránh khỏi. Thế nhưng vầng sáng kia lại bắn thẳng vào Hồng Quân giới. Toàn thân Hồng Quân run lên, toàn bộ Hồng Quân giới giống như mảnh giấy ầm ầm vỡ tan. Chỉ dựa vào ngươi cũng dám mạo phạm ta, rõ ràng muốn chết mà, Loạn Thần lạnh lùng nói. Hồng Quân giới vỡ tan, hiển nhiên bản thân Hồng Quân cũng bị ảnh hưởng thật lớn, gắng gượng chịu đựng cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân, phẫn nộ gầm lên: chết đi cho ta. Năng lượng của trạng thái giải cấm thứ 5 giống như chất chứa nham thạch nóng chảy trong núi lửa hoàn toàn bùng nổ. Tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trên tay phải của Hồng Quân. Lúc này hắn so với mặt trời còn chói mắt hơn. Hắn lóe ra quang mang rực rỡ lạ thường, thậm chí ngay cả Loạn Thần cũng không thể nhìn rõ. Lục trượng quang lao! Âm thanh lạnh giá mà lại âm trầm từ trong miệng Loạn Thần truyền ra. Chỉ thấy hắn chậm chậm giơ cánh tay lên, quang văn bốn phía màu tím đen bỗng hướng nơi lòng bàn tay của hắn tuôn tràn ra, hình thành một đạo quang cầu. Sau một khắc, quyền kình của Hồng Quân đón nhận quang cầu. Sau khi tiếp xúc trong một sát na, quang cầu kia chợt bộc phát biến ảo thành 6 đạo cột sáng màu đen xuất hiện bốn phía Hồng Quân, hoàn toàn phong tỏa hắn lại. Cột sáng kia tự hồ như lao ngục, ẩn chứa lực lượng áp chế khủng bố. Trạng thái bất diệt phách thể của Hồng Quân nhất thời bị hạn chế thật lớn. Hỗn độn chất dần dần biến thành lực lượng nổ mạnh cực nhanh đi xuống. Hồng Quân cơ hồ không thể tin nổi chuyện này. Vốn tưởng rằng với trạng thái phách thể tăng lên đến cực hạn có thể cầm chân Loạn Thần, nhưng không có nghĩ tới chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Âm vương thất sát chùy trong tay Loạn Thần thong thả lưu động, thân thiên quỷ phát ra tiếng tê hống, sau đó lại quay về trong thân chùy. Người có thể từ tinh trần thế giới tới đây, hôm nay lại đạt tới cảnh giới quy thần đã xem như là một kỳ tích rồi. Bây giờ lại lĩnh ngộ được một phần năng lực của nguyên thủy chí tôn linh bảo, có thể thấy tư chất của ngươi cũng không tồi. Duy nhất chỉ có một điều không may, ngươi lại là địch nhân của Loạn Thần ta. Hiện tại ngươi hẳn là đã hiểu rõ đang đứng trước mặt nguyên thủy chủ thần. Ngươi bất quá là một thằng hề nhỏ bé, không thể làm nên chuyện gì. Loạn Thần nói từng chữ giống như đao nhọn xuyên thấu tim gan trong lồng ngực của Hồng Quân. Giờ phút này Hồng Quân mới hoàn toàn cảm giác được bản thân so với chủ thần đúng là quá chênh lệch.
đó là một khoảng cách mà vĩnh viễn không thể vượt qua. Đạo Thiên Kính! Dưới tình thế cấp bách, Hồng Quân muốn một lần nữa khu động Đạo Thiên Kính, muốn sử dụng vũ trụ bổn nguyên lực thoát khỏi hạn chế của sáu lao quang. Tuy nhiên giờ phút này, Loạn Thần bỗng nhiên tiến lên trước một bước, Âm Vương Thất Sát Chủy hung hăng hướng tới đỉnh đầu của hắn. Không gian ba động, tất cả tại giờ khắc này tự dưng đình trệ lại. Trên khuôn mặt Hồng Quân toát ra vạn phần khiếp sợ. Hắn không thể thuấn di, vẫn còn đang nằm trong hạn chế của sáu lao quang kia. Nguyên thủy chí tôn linh bảo Đạo Thiên Kính giờ phút này cũng mất đi hiệu dụng. Hết thảy dường như đã sớm nằm trong dự tính của Loạn Thần. Một tia quang văn màu đen trên khuôn mặt hắn rất nhanh biến hóa, cười lạnh nói: "Ta đã nói rồi, năng lực Âm Vương Thất Sát Chùy không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Nó có thể chế trụ lực lượng pháp tắc sinh ra từ vũ trụ bổn nguyên lực. Mặc dù ngươi có Đạo Thiên Kính cũng không thoát khỏi hạn chế của nó đâu." "Ngươi..." Hồng Quân trợn tròn hai mắt. Đạo Thiên Kính vẫn đang lưu chuyển, nhưng hắn cho dù thế nào cũng không thể tiến hành thuấn di. Ở trong sáu lao quang, hắn giống như một tù nhân vậy, chỉ đợi cái chết ập tới. Loạn Thần nhìn thật sâu Hồng Quân, trầm giọng nói: "Ta vốn không muốn giết ngươi. Theo ta, thực lực của ngươi so với bất cứ một binh vương nào đều mạnh mẽ hơn. Sau này rất có thể sẽ trở thành một hãng tướng của một chủ thần nào đó, sẽ trở lại đối phó ta. Nhưng ngươi không quy thuận ta, cũng có nghĩa nếu ta không giết ngươi, sau này sẽ nhất định trở thành người phá hoại kế hoạch của Loạn Thần ta, cũng giống như lần đột bảo ngày đó, cho nên ta phải giết ngươi." Đột nhiên, một cỗ sát khí sắc bén từ trên người Loạn Thần bạo phát ra, từng đạo tử quang phóng lên cao, không ngừng chuyển động quanh Hồng Quân. Hồng Quân có thể cảm giác rõ rệt rằng ẩn giấu trong quang hoa đó là lực lượng ăn mòn hủy diệt, vô luận là thân thể hay linh hồn cũng sẽ bị phấn toái. Đến lúc đó, phách thể trạng thái cũng không thể là bất diệt trạng thái nữa rồi. Vốn hắn đã cho rằng tăng lên trạng thái phách thể cộng thêm nắm giữ một bộ phận năng lực của Đạo Thiên Kính là có thể cùng với Loạn Thần phân cao thấp. Nhưng tới bây giờ, Hồng Quân mới hoàn toàn hiểu rõ bản thân cùng với cấp bậc chủ thần có chênh lệch. Giống như lời Loạn Thần đã nói, trước mặt bọn họ, mình bất quá chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi, căn bản không khác biệt lắm. Một âm thanh cuồng tiếu từ trong huyết hầu Loạn Thần bạo phát ra. Hồng Quân chợt cảm giác được không gian quanh mình đang không ngừng biến ảo. Kỳ huyễn mê ly, tử quang lóe ra những tia sáng chói mắt. Từ xa nhìn lại giống như một thông đạo ánh sáng. Xung quanh khắc những đồ đằng phù lục, khắc ấn kỳ dị, huyền ảo khó hiểu. Rất hiển nhiên Loạn Thần muốn tống hắn vào một không gian khác. Loạn Thần như cũ vẫn đứng trước mặt hắn, xâm nhân nói: "Đây là Ma Phương Dũng Đạo, là một thông đạo đi nguyên thủy vũ trụ. Ngươi không giết ta ở chỗ này sao?" Hồng Quân nghiến răng nói. Loạn Thần hừ lạnh một tiếng: "Giết ngươi, ta phải đoạt được Đạo Thiên Kính trước đã." Vừa nói, hắn liền xòe bàn tay ra, một đạo tử quang giống như quái xà lệ mãng nhanh chóng lưu động. Đạo Thiên Kính tự hồ cũng cảm giác được lực lượng của Âm Vương Thất Sát Chùy, hai nguyên thủy chí tôn linh bảo trong lúc này sinh ra bào xích mãnh liệt. Đạo Thiên Kính đột nhiên phóng thích ra một đạo quang hoa bạch kim, đánh văng đi đoàn tử quang kia. Loạn Thần nhíu mày, khu động lực lượng Thất Sát Chùy lại một lần nữa hướng Đạo Thiên Kính dò xét, nhưng mỗi lần chạm đến đều bị đánh bật ra. Loạn Thần lại tiếp tục ra đòn. Hồng Quân mơ hồ nhận thấy được mỗi lần Đạo Thiên Kính bài xích lực lượng của Âm Vương Thất Sát Chùy, lực lượng đều giảm bớt một chút, chỉ sợ không bao lâu nữa nó sẽ trở thành vật trong túi Loạn Thần. Giờ phút này thân thể của hắn đang bị giam cầm trong sáu lao quang, cũng chẳng có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực phản chấn của Đạo Thiên Kính không ngừng bị Thất Sát Chùy giảm tước. Nét mặt Loạn Thần cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Tuy nhiên hai người dường như cũng không ý thức được một cỗ năng lượng ba động kỳ dị đang từ trong nguyên thủy vũ trụ truyền đến, giống như một kích đang nhanh chóng tiến đến nơi này. Trong mênh mông vô tận, sâu trong nguyên thủy vũ trụ, tại đây hiện hữu một cột sáng rất lớn, lớn vô cùng lớn, cơ hồ không thể nhìn thấy nó rộng đến cỡ nào, giống như đang chống đỡ cả nguyên thủy vũ trụ vậy. Tồn tại rất lâu tại đây, trong vô tận năm tháng, thủy chung vẫn không nhúc nhích, trừ một lần thần thiên bỏ mệnh. Chính xác, đó chính là nguyên thủy trục tâm chống đỡ tất cả cấm chế trong không gian bình diện. Bởi vì nó tồn tại, tứ giới mới có thể phân tách ra. Ở vô số cấm chế giới diện, nguyên thủy vũ trụ cũng bị phân cắt thành hàng hà sa số, những tinh vực rộng lớn, mỗi một tinh vực đều lớn vô cùng. Nguyên thủy vũ trụ lại càng không có biên giới. Cột sáng ngân sắc kia thấu phát ra một cỗ khí tức vô cùng thần bí. Tuy nhiên, ở bốn phía cột sáng
lại bao phủ bởi bốn đạo quang hoa màu đỏ từ trên xuống dưới bị nó phong tỏa, phảng phất chúng có tác dụng gia cố khiến nó có đủ năng lực chống đỡ cả không gian giới diện của nguyên thủy vũ trụ. Đột nhiên vào giờ khắc này, một huyết sắc quang hoa bắt đầu hơi đung đưa, ngay sau đó biến thành rung động kịch liệt. Trong tích tắc, hỗn độn vật chất xung quanh trở nên hung hãn hẳn lên, lấy nguyên thủy trục tâm làm điểm mốc, điên cuồng gào thét. Huyết sắc quang hoa kia tựa hồ đã đạt tới cực hạn, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một vết nứt rất nhỏ, ngay sau đó không ngừng nới rộng. Phanh! Giống như tiếng sét chói tai, huyết sắc quang hoa vỡ vụn biến ảo thành ngàn vạn lưu quang nhỏ bé, biến mất dần dần trong hỗn độn sền sệt. Giờ phút này, cột sáng lớn vô cùng kia đột nhiên phát ra một tiếng vang khủng khiếp, sau đó nghiêng hẳn sang phía bên trái, cả nguyên thủy vũ trụ đều phát ra một trận oanh long lôi đình. Đong! Ba đạo huyết sắc quang hoa còn lại tự dưng thắt chặt lại, y theo cột sáng bị nghiêng mà chống đỡ. Tuy nhiên, một hoàn hình khí lưu đột nhiên lại bạo phát, xé rách hỗn độn vật chất sền sệt, biến mất thật xa trong nguyên thủy vũ trụ. Nguyên thủy trục tâm nghiêng ngả, và giờ khắc này cũng khiến cho nguyên thủy vũ trụ xảy ra biến hóa ngất trời. Lúc này, lực phản chấn của đạo thiên kính đã cực kỳ yếu ớt. Mắt thấy nguyên thủy chí tôn linh bảo sắp tới tay, nét mặt loạn thần cũng hưng phấn không dứt, không ngừng gia tăng lực lượng của âm vương thất sát chùy. Có được hai kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo, ta có thể trở thành chúa tể của cả nguyên thủy vũ trụ. Cái gì mà đại thần thiên, ta mới thật sự là đại thần thiên. Cũng không biết đây là âm vương thất sát chùy đã xâm thực nội tâm của hắn, hay chính là tận sâu trong lòng hắn mơ tưởng mộng mị như vậy. Bắt đầu cuồng vọng nở nụ cười, tiếng cười như tiếng cú đêm, khiến tận đến lòng Hồng Quân cũng cảm giác một trận kinh tởm. Đột nhiên trong lúc này, cả thiên âm tinh hệ giống như phát sinh một trận động đất, bắt đầu nổ lên sóng gió kịch liệt. Hư không bốn phía đều bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, hơn nữa đang không ngừng mở rộng ra, nhìn mà phát sợ. Tuy nhiên, điều làm loạn thần khiếp sợ chính là tử quang trên bề mặt thân thể hắn tự hồ chạm đến lực lượng thần bí kia, giống như bắt đầu biến mất. Âm vương thất sắc chủy cũng tự hồ lâm vào ngủ say, lực lượng hủy diệt tà dị đã hoàn toàn biến mất. Đây là... Loạn thần dường như cảm giác được cái gì đó, trong ánh mắt toát ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, nhìn vào phía xa xa vô tận. Hư không phá toái, từng đạo loạn lưu bắt đầu cuồn cuộn nổ lên, sáu đạo lao quang giam cầm Hồng Quân cũng ầm ầm băng hủy. Vốn Hồng Quân trước tiên muốn khu động đạo thiên kính rời khỏi nơi này, nhưng nó cũng đang trong trạng thái mất đi hiệu lực. Nhưng điều bất đồng chính là nó bây giờ đã hoàn toàn đình chỉ vận chuyển, ở trong tay Hồng Quân biến thành một cái gương cổ bình thường. Nguyên thủy chí tôn linh bảo mất đi hiệu lực, loạn lưu bộc phát, tựa hồ cả từ thần giới bắt đầu vặn loạn. Một cỗ lực lượng thần bí không thể tưởng tượng nổi đang không ngừng ăn mòn phiến tinh vực này. Hồng Quân cũng không phải là trưởng khống giả, cho nên hắn cũng không biết rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ trên khuôn mặt khiếp sợ của loạn thần có thể thấy được cỗ lực lượng bộc phát này tuyệt đối không tầm thường. Tuy nhiên, giờ khắc này đang trong không gian vặn loạn, Hồng Quân lại nhận ra một cỗ lực lượng khác đang hướng tới nơi này cực nhanh, ẩn chứa tử khí không thể tính toán. Bởi vì không gian hỗn loạn cho nên cỗ lực lượng kia thuấn di với một khoảng cách khá khiêm tốn. Đột nhiên, từ nơi xa vô cùng xuất hiện một tầng bạch quang, thoát ẩn thoát hiện, ngay sau đó không ngừng biến lớn, cuối cùng bính xạ ra giống như một đạo cự đại khí lưu đánh tới, ẩn chứa lực lượng cắn nuốt không thể tưởng tượng, xẹt qua phiến tinh vực. Hồng Quân kinh hãi tái mặt quát, tránh ra! Lúc này, Tôn Ngộ Không, Huống Thiên Minh cùng với Cổ Bàn còn đang trong loạn chiến, nghe được tiếng quát to của Hồng Quân không khỏi kinh ngạc, lúc này cũng cảm giác được cỗ lực lượng kia. Trong nháy mắt thần sắc đại biến, không hẹn mà cùng giống lớn, toàn cân chu thần tản ra. Đại quân chu thần lúc này đã không còn tới 300 vạn, bởi quy mô nhỏ nên tốc độ cũng tương đối nhanh. Sau khi nghe được mệnh lệnh của tam đại thống lĩnh, nhất thời thối lui sang hai bên. Mà bên phía loạn thần giới, đại quân trên 500 vạn, kích thước vô cùng lớn, cho nên di chuyển khá chậm chạp. Cũng là bởi đã mất đi long chiến cùng hai đế tôn nên không còn ai điều khiển, không thể nhanh chóng tránh né. Sau một khắc, đạo khí lưu bạch sắc với tốc độ không thể tưởng tượng nổi đã tới. Nhưng phàm là không gian nơi nào bị nó quét qua cũng ầm ầm băng toái. Mấy trăm vạn đại quân loạn thần giới cùng với gần 100 vạn binh lính chu thần giới đều hoàn toàn bị hủy diệt, cùng với không gian bị băng toái. Tích tắc sau đó, phiến tinh vực đã trở nên rối loạn. Gần 500 vạn đại quân trong chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung.
theo không gian băng toái mà chảy vào không gian nguyên thủy vũ trụ. Cổ Bàn quan sát đạo khí lưu nhanh chóng biến mất tận sâu trong tinh vực, khiếp sợ nói: "Đây, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôn Ngộ Không bên cạnh Huống Thiên Minh cũng lộ ra thần sắc hốt hoảng, đôi mắt trống rỗng nhìn tinh vực mờ mịt trước mặt. Bọn họ không thể ngờ được bỗng nhiên xuất hiện một loại lực lượng đáng sợ đến như vậy. "Nói như vậy, ngươi cũng cảm giác được sao?" Đột nhiên một thân ảnh lăng không xuất hiện bên cạnh Loạn Thần. Hồng Quân kinh dị nhìn người mới tới, chỉ thấy người nọ mặc một bố bào rách nát, một lưỡi hái màu đen vác trên vai, phát ra ánh sáng xanh biếc cùng với hàn quang lạnh lẽo. Bố bào rất dài, không cách nào nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Thanh âm khàn khàn nặng nề, tựa hồ mỗi một chữ phát ra đều khiến cho Hồng Quân rung động. Quanh thân thể hắn tràn ngập tử khí. Cỗ tử khí này cùng với tử khí của Hồng Quân bất đồng, nó cực kỳ mãnh liệt, tựa hồ ẩn chứa lực lượng luyện hóa nào đó, có thể ăn mòn mỗi một tấc không gian chung quanh, phảng phất cả tinh vực cũng thất sắc. Đây lại là một trưởng khống giả. Đây là cảm giác đầu tiên khi Hồng Quân nhìn thấy hắn. Rất hiển nhiên, người xuất hiện trước mặt Loạn Thần chính là Tử Thần. Loạn Thần chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt xâm lệ dừng ở Tử Thần, lãnh đạm nói: "Nguyên lai hắn đã chết." Tử Thần khàn khàn nói: "Đại Thần Thiên có vô hạn sinh mệnh, hắn tất nhiên là không chết, trừ phi gặp phải thần kiếp." "Nói như vậy, nguyên thủy trục tâm băng hủy chính là thần kiếp của hắn sao?" Loạn Thần ánh mắt thu liếm. Tử Thần hít một hơi thật sâu: "Thần kiếp là kết cục của mỗi đại thần thiên, nhưng hắn có chết cũng không ngăn cản được nguyên thủy trục tâm băng hủy. Ước chừng hơn 1000 năm tới, toàn bộ cấm chế giới diện trong nguyên thủy vũ trụ sẽ không tồn tại nữa." Giờ phút này ánh mắt Loạn Thần cất cao nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói: "Nếu như không phải trục tâm băng hủy, ta bây giờ có thể giết ngươi." Tử Thần tự hồ có chút khinh miệt, cười lạnh một tiếng, tử khí chung quanh khẽ run lên. Nguyên thủy trục tâm chấn động khiến cho tứ giới cũng lâm vào hạn chế của nguyên thủy vũ trụ. Như thế chúng ta cũng không thể khống chế loạn lưu. Vô luận là âm vương thất sát chùy của ngươi hay tử thần ma công của ta cũng không thể, trong loạn lưu đều không thể sử dụng. Dưới tình huống này, ngươi đã mất đi quyền lợi của chứng khống giả, thậm chí ngay cả người của tinh trần thế giới kia cũng không thể giết được. Tất nhiên là không giết được ta. Loạn Thần nghiến chặt răng, sắc mặt tức giận. Đột nhiên hắn nhận thấy từ cơ thể của tử thần thấu phát ra một tia sáng xanh biếc, không rõ ràng nhưng rất dễ phát hiện, ở đó ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng. "Tử thần ma công, có thể xem ra ngươi đã đại thành rồi." Tử Thần khàn khàn cười lạnh một tiếng: "Mặc dù không có nguyên thủy chí tôn linh bảo, ta cũng có thể đánh bại ngươi." Đột nhiên Loạn Thần cười như điên, hưng phấn nhìn về phía đoàn khí lưu vừa rời đi, xâm nhiên nói: "Tới rồi, nó rốt cục cũng đã tới, ta cuối cùng cũng đợi được. Không có cấm chế giới diện hạn chế cả nguyên thủy vũ trụ, lại một lần nữa hợp làm một thể, giống như cuộc chiến chúng thần ngày trước, không có hạn chế, không còn trở ngại." Tử Thần toàn thân run lên, từ trong bố bào bắn ra hai đạo hàn quang sắc bén. "Người muốn làm thần thiên?" Loạn Thần hừ lạnh một tiếng: "Thần thiên vốn là ta, ta mới là trưởng khống giả của nguyên thủy vũ trụ." Tử Thần có chút khinh miệt, hừ lạnh một tiếng: "Nhưng không có nguyên thủy thần thiên bảng, người vĩnh viễn không thể làm trưởng khống giả nguyên thủy vũ trụ được, vĩnh viễn không cách nào linh ngộ được vũ trụ bổn nguyên lực trong nguyên thủy vũ trụ." "Nguyên thủy thần thiên bảng nó ở đâu?" Ánh mắt Loạn Thần lạnh lẽo nhìn Tử Thần, từ trong miệng Tử Thần phun ra từng chữ nặng nề: "Đại thần thiên giới." Lúc này Loạn Thần dường như từ trong giọng điệu của Tử Thần cảm giác được điều gì đó, trầm giọng nói: "Nói như vậy, ngươi cũng muốn tranh đoạt thần thiên chi vị với ta?" "Đại thần thiên chính là trưởng khống giả của cả nguyên thủy vũ trụ, chủ thần chúng ta trước mặt hắn thậm chí so với một con kiến cũng bé hơn. Hơn 1000 năm sau, tới lúc nguyên thủy trục tâm băng hủy, cấm chế giới diện bị phá nát, cả nguyên thủy vũ trụ lại dung hợp, không chỉ có ngươi và ta, thậm chí còn có chiến thần cùng tà thần sẽ tranh đoạt ngôi vị. Đến lúc đó sẽ lại dấy lên cuộc chiến chúng thần, đều bất đồng so với trước đây, chính là không còn bất cứ thần thiên nào có thể ngăn cản chúng ta." Khi nhận thấy không gian chấn động, Tử Thần cùng Loạn Thần cũng cảm giác được nguyên thủy trục tâm sắp tổn hủy cùng với chân linh thần thiên băng toái. "Đại thần thiên thật không có nghĩ tới nguyên thủy trục tâm lại băng hủy. Đại thần thiên muốn duy trì trật tự tứ giới căn bản đã nhiều lần ra tay,
Nếu không phải lúc đầu hắn hạn chế tứ giới chúng ta, thì hiện tại Đa Ta đã sớm trở thành tân trưởng khống giả của nguyên thủy vũ trụ rồi. Loạn thần trợn mắt, trên khuôn mặt toát ra thần sắc ngoan lệ. Tử thần âm trầm cười hai tiếng. Xem ra ta đã đoán không sai, ngươi quả nhiên đã bị âm vương thất sát trùy ăn mòn tâm trí. Loạn thần khinh miệt tức giận hừ một tiếng. Vốn ta đã có dự tính, hiện giờ lại có thêm âm vương thất sát trùy. Hơn nữa thần thiên đã chết, cho dù là chủ thần nào trong số các ngươi, ta cũng không để vào mắt đâu. Mỗi một thần thiên đương nhiệm trước khi thần kiếp tới đều phải chọn lựa một tân thần thiên kế thừa trách nhiệm trưởng khống giả toàn vũ trụ. Ta nghĩ ai cũng không ngoại lệ. Theo ta được biết, trước khi hắn chết đã từng đưa cho tà thần Tử Dạ Thương Long bảo quản một không gian. Ở nơi đó có cất giấu một chút tin tức về nguyên thủy thần thiên bảng. Chiến thần cũng bởi vì nó mà phát động chiến tranh tới tà thần giới. Loạn thần nghe thấy thế không khỏi biến sắc. Người nói tử thần Tử Dạ Thương Long là người kế thừa sao? Tử thần khẽ lắc đầu. Ta không rõ, nhưng tà thần cũng từng là người tiến nhiệm nhất của thần thiên. Loạn thần nắm chặt âm vương thất sát chùy trong tay, trên khuôn mặt toát ra một nụ cười dữ tợn, hung hắc nói. Vô luận thế nào, không ai có thể ngăn cản ta trở thành thần thiên. Lúc này, đột nhiên tử thần để lưỡi hái trước người, lạnh lùng nói. Thời không loạn lưu, dừng lại ước chừng một năm nữa, lúc đó linh bảo của ngươi và tử thần ma công của ta đều có thể bị hạn chế. Nếu như bây giờ ngươi muốn cùng ta đánh một trận, tử thần ta xin phụng bồi. Loạn thần lạnh lùng cười một tiếng. Ta tạm thời sẽ không giết ngươi, đợi tới khi bổn thần trở thành thần thiên, các ngươi cũng sẽ trở thành thuộc hạ của ta. 1000 năm, chỉ cần có thể hoàn toàn điều khiển được âm vương thất sát trùy, cho dù là tam đại chủ thần liên thủ, ta cũng không để vào mắt đâu. Loạn thần cuồng ngạo nói, hưng phấn nắm chặt âm vương thất sát trùy trong tay, tựa hồ giờ khắc này hắn đã đợi rất lâu rồi. Tử thần, ngươi cứ chờ xem, ha 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 ha. Sau khi nói xong, loạn thần đột nhiên biến mất trong hư không, hoàn toàn không thấy đâu nữa. Ánh mắt tử thần lạnh như băng, nhìn Ký Hồng Quân đứng cách đó không xa, xâm nhiên nói. Người cư nhiên, dám ở trong tinh vực của ta, khai tích cường thổ, rõ ràng muốn chết mà. Nếu như thời không loạn lưu dừng lại, người đầu tiên ta muốn giết chính là ngươi. Dưới sự hạn chế của thời không loạn lưu, vô luận là âm vương thất sát trùy hay đạo thiên kính của Hồng Quân, thậm chí là tử thần ma công đều bị hạn chế rất lớn. Hồng Quân lúc này muốn giải cấm trạng thái phách thể cũng không được, tất cả phẳng phất đều trở lại trạng thái nguyên thủy. Hồng Quân nhìn về phía tử thần, ở nơi đó có một cỗ tử khí lồng đậm khác bảo trụ không gian. Tuy nhiên, từ những lời hai chủ thần hắn vừa nghe được, đột nhiên mở miệng nói, ngoài hai giới ra còn có tinh vực khai tích khác sao? Trừ đại thần thiên giới, tứ đại chủ thần trong nguyên thủy vũ trụ đều nắm trong tay một mảnh tinh vực khai tích. Ngươi có thể tại tử thần giới lập cương thổ cũng không bởi vì tử thần ta không có năng lực giết ngươi, mà là bởi trước mặt chủ thần ngươi thậm chí còn bé hơn một hạt bụi. Đối với chuyện Hồng Quân sáng lập ra chu thần giới cùng thu nạp tù binh tử thần quân, tử thần hiển nhiên cực kỳ tức giận, nhưng dưới thời không loạn lưu hắn không cách nào có thể hạ sát được Hồng Quân. Nếu như ngươi muốn khai chiến, chu thần giới ta nhất định phụng bồi, nhưng còn xem ngươi có can đảm này không. Hồng Quân lạnh lùng nói. Tử thần biến sắc, lập tức thu liễm ánh mắt. Tên gia hỏa cuồng vọng, nhất định có một ngày ngươi phải quỳ gối xin tha mạng. Nói xong những lời này, đoàn tử khí nhất thời bao phủ toàn thân hắn. Đến khi tử khí này tiêu tán, thân ảnh hắn cũng đã yên lặng biến mất trong vũ trụ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.